Nam mô Tát sa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Thì trước hết á, thì sư nói sơ về cái vấn đề mà hùng phước để mà làm cái máy biên tập phim vừa rồi đó, thì có thể là cái lúc mà sư tuyên bố mà ngưng rồi cái phần dư ra mà sư tuyên bố sư trả lại, thì có một số vị có lẽ là chân hửng thấy lạ, chắc trước giờ chưa bao giờ thấy cái gì này. Thì sư có giải thích sơ một tí xíu là theo luật á, là khi một cái vị thí chủ mà cúng dường cho một cái việc gì đó rồi đó, thì chư tăng ví dụ hoặc là cá nhân thì đó chỉ có thể sử dụng cho việc đó thôi. Ví dụ như là cúng dường để may y thì đó chỉ có thể sử dụng cho việc may y đó, chứ không thể dùng cho cái việc khác. Và trong cái trường hợp đó mà vị đó không may y được hoặc là không cần nữa đó, thì vị đó phải thông báo với thí chủ để mà thí chủ nhận lại cái tiền của cái người mà hộ độ mà giữ cái tiền đó. Luật nó là như vậy. Cho nên cái lúc mà mọi người thông báo là cái tiền mà nó vượt, nó trội hơn rồi, thì sư rất là bối rối, sư không biết xử lý nó như thế nào. Và sư nhớ là trong luật nó có ghi như vậy, thành ra là sư mới có một cái thông báo là bây giờ thứ nhất là khóa sổ, cái thứ hai là cái số tiền mà những vị cúng dường á, thì trả lại. Nhưng mà một số vị thì nhắn tin cho sư nói là sao sư không có khéo léo, sư linh động tí xíu. Thí dụ như mà không làm việc này thì thông báo với thí chủ mình chuyển qua cái việc khác. Nhưng mà trên nguyên tắc là thí chủ phải đồng ý mình mới làm được chuyện đó, chứ không phải mình tự ý mình chuyển. Tại vì sư biết là ngay cả thực tế cũng vậy. Một số Phật tử á, khi mà họ cúng dường thì họ muốn là phải sử dụng cho đúng cái chuyện đó họ mới chịu. Chứ còn nếu mà làm khác họ không thích. Cái đó là tâm lý của thí chủ. Và trong luật thì cũng như vậy, thì sư thuận theo. Vì vậy thì sư mới đưa ra một cái thông báo thứ hai là cái khoản dư đó, đó thì trong 3 ngày nếu như mà thí chủ mà không có ai có ý kiến gì khác, thí dụ như họ muốn cần lại thì gửi lại, còn nếu họ không ý kiến gì thì sư sẽ đưa chuyển hoàn toàn cái khoản tiền đó để sư cúng dường cho cái việc xây dựng chùa. Không có gì thấy thì xây cái này là để sau này mình có thể mở những cái khóa tu một ngày hoặc những cái khóa tu thiền lâu dài để cho mọi người cùng hưởng phước. Thì như vậy cái phước của quý vị đó nó không mất đi đâu hết, mà nó sẽ tăng trưởng gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần. Mà nhắc về cái vấn đề phước như vậy thì nó làm sư nhớ đến một cái ở trong cái tạng luật. Thì trong một lần có một vị Bà La Môn thỉnh chư tăng về để cúng dường trai tăng. Nhưng mà chư tăng buổi sáng ăn no, ăn cơm ăn no rồi, cho nên tới lúc mà tới nhà mà thí chủ cúng dường, thí chủ nói bây giờ mời ngài cứ lấy thiệt là nhiều, lấy ăn cho nó đã đi. Tại vì thịt nó không phải lúc nào chư tăng cũng ăn thịt được, có nhiều lúc người ta cúng dường toàn trái cây không à. Đó, thì mong là ngài hãy nhận ăn cho nó thỏa thích. Thì chư tăng từ chối, nói mới hồi nãy tôi ăn no bụng rồi, cho nên là bây giờ tôi ăn chút xíu thôi, tôi không ăn nhiều. Thì cái vị thí chủ đó mới bực bội, nói là tôi thỉnh mấy ông mà mấy ông nghĩ tôi không có khả năng cho mấy ông no hay sao mà mấy ông đi mấy ông ăn trước. Đó, thì vị này mới tức, mới làm cái mặt hầm hầm đó rồi nói năng mà dằn mặt chư tăng. Thì sau khi mà cúng dường xong đó, thì vị này mới suy nghĩ và nảy sinh cái tâm hối hận. Đó là không biết sao nãy mình bậy quá, rồi mình nặng lời với chư tăng. Thì mới tới hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, thì cái lúc mà con cúng dường như vậy đó, mà con có thái độ con hằn học rồi con không có vừa bụng, thì không biết như vậy con có mất phước hay không. Thì Đức Phật nói đó là cái lúc mà ông phát tâm ông muốn cúng dường là ông đã có phước, rồi cái lúc mà ông chuẩn bị là ông đã có phước, rồi khi mà ông cúng dường là ông đã có phước.
Cho nên không nhất thiết, không cần là chư tăng là phải thọ rồi dùng cái thực phẩm của ông, mà ngay khi mà ông phát tâm, ông cúng dường đó, là khi đó ông đã bắt đầu có phước rồi. Và nhân cái cơ hội này đó, Đức Phật mới chế ra một cái điều luật là khi có thí chủ cúng dường đã thông báo là hộ độ cúng dường thì chư tăng buổi sáng phải nhịn đói, không có được ăn đó, để dành bụng để cho thí chủ mừng đó. Cái vấn đề trong luật có những cái vấn đề nó tế nhị như vậy, nhưng mà Đức Phật cũng mở ra những cái khoản, ví dụ như là những vị nào có bệnh mà vị đó không thể nhịn đói được thì vị đó được ăn đó. Rồi như quý vị thấy là bây giờ mấy sư buổi chiều cũng đâu có ăn chiều đâu, mà cũng xây chùa, xây ra xây dựng để mà phục vụ cho quý vị sau này, quý vị có cái nơi để quý vị tụ tập, thì chư tăng cũng làm mệt đường chết luôn, mà chiều cũng đâu có ăn uống gì đâu. Mà quý vị biết là cứ mỗi lần xong một cái công trình như vậy, như lần trước là xong cái thiền đường như vậy nè đó, quý vị có cơ hội ngồi ở đây mà quý vị hành thiền học đạo là cũng nhờ chư tăng là cũng bỏ công bỏ sức ra xây dựng cái thiền đường như vậy. Quý vị biết là trung bình một vị là tuột 5 kg, chiều đâu ăn uống gì đâu, nhưng mà ráng, tại vì mọi việc là đều vì quý vị hết, cho nên chư tăng thấy cái chuyện này nó xứng đáng. Thành ra quý vị cũng hoan hỷ. Và nói về cái việc bố thí cúng dường đó, nó lại làm cho sư nhớ thêm một việc, đó là trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật có nói đó, là ở những cái nơi mà người ta khéo, người ta tu nó dở, những cái nơi mà chánh pháp không được biết đến rộng rãi đó, thì người ta quan tâm tới người cho nhiều hơn quan tâm tới người nhận. Có nghĩa là những nơi mà mình kém tu đó, thì người ta quan tâm là thí chủ là ai, rồi thí chủ cho nhiều hay cho ít, có hào phóng hay là không hào phóng, thì người ta sẽ quan tâm tới cái tài sản của thí chủ. Hoặc là thí chủ họ cũng quan tâm, họ cảm thấy là họ là cái trung tâm của vũ trụ. Đó là ở những nơi mà người ta kém tu. Hoặc là quý vị thấy là những cái nơi như là những cái cuộc từ thiện á, thì quý vị thấy là nhiều lúc người dân người ta tới, người ta chờ cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ, rồi bắt đầu mấy đoàn từ thiện mới xuống, rồi làm đủ thứ trò hết, cuối cùng người nhận được nhiêu đâu, cũng có vài 3 kg gạo, rồi đường, bột, sữa này nọ đó. Thì quý vị thấy là ở những cái nơi mà chánh pháp không được biết đến rộng rãi đó, thì người ta quan tâm tới người cho nhiều hơn là quan tâm tới người nhận. Và còn ở những nơi mà có hội chúng khéo tu tập và chánh pháp được biết đến rộng rãi đó, thì người ta quan tâm tới cái sự ít muốn biết đủ của người nhận, chứ không quan tâm tới người cho. Vì vậy, mặc dù sư không dám nhận là mình tu giỏi hay tu dở, mà có lẽ là dở nhiều hơn giỏi, nhưng mà đó, ít nhất mình thấy đủ thì mình ngưng. Ví dụ như là một cái dàn máy như vậy đó, sư đã dự tính là 20 triệu mà đã được như vậy rồi thì ngưng, chứ không có cái chuyện mà mình mở ra rồi để người ta cứ cúng vô, cúng vô, cúng vô. Thì như vậy sư cảm thấy là mình không có cái sự là tri túc, không biết đủ. Mà người đời họ hay gọi nó hơi nặng, tức là tham ấy. Thì sư không thích như vậy. Tại vì sư thấy có nhiều cái nơi đó mà họ kêu gọi quyên góp. Ví dụ như họ kêu gọi là quyên góp 50 triệu cho một cái vấn đề gì đó, thì sư cũng có theo dõi. Thì cứ một người nhắn tin là con xin quyên góp 1 triệu, rồi con xin quyên góp 2 triệu, con xin quyên góp 5 triệu. Sư làm một cái chuyện âm thầm là sư thử sư đếm, tính coi. Thì khi mà sư tính là thấy nó đã đủ, đủ số tiền đó rồi. Sư thấy lạ là không thấy người ta đá động gì hết, vẫn cứ im lặng mà nhận tiếp. Thì sư thấy cái chuyện đó hình như nó không nên. Rõ ràng một người tu cái chuyện đó không nên. Và quý vị thấy là ngay cả cái chuyện mà xây chùa, xây là xây cho quý vị, nhưng mà sư cả cũng chủ trương là không có kêu gọi, thì ai có lòng thì tới, chứ còn mình không có kêu gọi rộng rãi đó. Thì quý vị thấy mình ít nhất là mình có một cái sự ít muốn biết đủ, và mình có cái sự tự trọng tối thiểu, thì cá nhân sư thấy nó vẫn hay hơn.
Mà quý vị biết là trong Tạng Luật á, sở dĩ sư nói cái vấn đề này là tại vì vừa rồi thì có một vài vị ý kiến là nói sao sư khó quá, mà sao mà sư khô khan quá, sao sư không có gần gũi với Phật tử. Không, cái kiểu mà gần gũi á, thì sư thấy là gần gũi nó có nhiều cách hiểu, nó có nhiều cách hiểu lắm. Thì gần gũi có thể là mình tán gẫu, mình trò chuyện với Phật tử, mình thân tình với Phật tử, rồi mình hỏi chuyện, thăm hỏi tới lui, là tặng quà, tặng này tặng kia. Nó làm sư nghĩ tới trong Tạng Luật, trong cái phần Tăng Tạng có một cái câu chuyện như thế này nè. Là có một cái ngôi chùa mà chư tăng ở đó đó trồng hoa và kết những cái tràng hoa, rồi đem tặng những cái cô thiếu nữ ở xóm làng, rồi đến nhà người thí chủ tới thăm hỏi, rồi tới chào hỏi, tới động viên, rồi tới trò chuyện, rồi làm cái này làm cái kia, rồi mua vui cho cư sĩ, rồi giúp cư sĩ làm cái chuyện này, giúp cư sĩ làm cái chuyện kia, để mà làm cho người ta hài lòng. Và khi mà những cái vị chân tu, những vị đó tới, thì những cái người cư sĩ ở cái xóm đó, đó họ nói sống với ông này, ông khô khan, không có tiếp xúc, không có gần gũi giống như mấy ông thầy mà đang ở chùa này nè, mình đang cúng dường, đang hộ độ, không có gần gũi gì hết. Sao mấy người mới tới này mấy họ khô khan quá, thì những người này mới không thích, rồi không cúng dường, rồi ra cái vẻ là mình không có chào đón. Thì chư tăng mới tìm hiểu, và khi biết được nguyên nhân mới về thỉnh ý của Đức Phật. Đức Phật mới hỏi đó, những cái người này là đệ tử của ai? Thì chư tăng mới nói là bạch Thế Tôn, những vị này là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Thì Đức Thế Tôn nói như vậy đó, thì Xá Lợi Phất phải đi thực hiện cái tăng sự là đuổi những vị này trục xuất ra khỏi chùa, bởi vì cái lỗi là làm hư hỏng cư sĩ. Và ngài Xá Lợi Phất nói là bạch Thế Tôn, nhưng mà con có một mình à, sao con làm lại mấy ông? Thì Đức Phật mới nói là vì ông nói như vậy cho nên là hãy dẫn một cái tăng đoàn nhiều vị để đi chung với ông, rồi là một cái tăng sự để mà xua đuổi. Rồi ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là trong trường hợp mà con đuổi mà họ không đi thì sao? Thì Đức Phật mới nói là nếu như ông đuổi mà họ không đi đó, thì ông lại làm thêm một cái tăng sự khác để mà tuyên bố là những vị này là phạm cái tội tăng tạng, là một cái tội rất là nặng, vì cái tội là đuổi không chịu đi. Thì quý vị thấy cái việc mà một vị xuất gia đó mà lấy lòng cư sĩ bằng cách này hay cách kia đó, thứ nhất là họ đã làm hư hỏng cư sĩ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị thích thú với một cái người mà gần gũi thân tình theo cái kiểu mà trò chuyện kiểu thế gian đó, mà khi quý vị gặp những bậc trí đó, những bậc chân tu đó, quý vị sẽ thấy nó khô khan lắm. Mình không có thích những cái vị đó. Tại sao? Những cái bậc trí đó, thưa quý vị, họ không có nhu cầu lấy lòng mình. Thật sự họ là những bậc trí, họ không có nhu cầu lấy lòng quý vị đâu. Như là sư Giác Nguyên. Ở đây thì sư không dám nói sư Giác Nguyên là bậc trí, rồi mất công người ta nói là mình khen người này khen người kia, không nên. Nhưng sư chỉ đưa ra đây sư ví dụ thôi. Thì có lần Phật tử họ hỏi là sao nhiều người ghét sư dữ vậy. Sư Giác Nguyên là một vị giảng sư rất là nổi tiếng và rất là giỏi. Thì đó, Phật tử hỏi sao nhiều người ghét sư dữ vậy. Thì sư Giác Nguyên mới nói là tại tôi không có thời gian để lấy lòng người ta. Vậy đó, người ta là cái hàng có trí tuệ, người ta lo người ta nghiên cứu kinh điển, người ta lo người ta dạy học, người ta lo người ta truyền bá giáo pháp, đâu có thời gian đâu lấy lòng quý vị. Mà trong khi đó nếu như mà mình quen với những cái người mà thích thú trong cái chuyện mà trao đổi qua lại thân tình lấy lòng quý vị, thì quý vị gặp họ gì chịu nổi. Họ không có thói quen mà họ khen đâu. Người trí nếu như mà mình sai họ chê thẳng này. Mà như cái này là sư cũng bị nhắc nhở rồi, như là nói sư nói chuyện nói thẳng quá, mà nói là cái người mấy người lớn tuổi, những vị lớn tuổi thì thường là có cái tôi nó cũng hơi mạnh á, mà mình nói chuyện mà nói thẳng quá thì nhiều lúc họ nhột.
Nhưng mà phải nói là thì sư ghi nhận cái chuyện đó và sư sẽ cố gắng để mà sư thay đổi. Nhưng mà sư nói thiệt là có những cái sư không nói khác được, thì quý vị thông cảm. Bởi vì nói thì nói lại sư học thôi, chứ sư không dám nói sư là bậc trí, nhưng mà sư học theo cách của bậc trí. Đó là không lấy lòng quý vị, thông cảm ha. Rồi, coi như là mình tám chuyện vậy thôi, mà tám hết 20 phút rồi. Thì thôi bây giờ mình quay trở lại bài học. Thì bài học vừa rồi đó là chúng ta học, đã học cái cách để mà phân biệt làm sao mà biết là người này có căn tánh tham, người này căn tánh sân, người này căn tánh si. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo là cũng xem những cái con người đó họ sẽ thể hiện như thế nào trong cái hành động. Thì quý vị ghi tiếp, trong cái phần hành động thì mình sẽ phân biệt nè. Như quý vị thấy là bây giờ Chư Tăng bắt đầu, hoặc là những cái chú mà làm việc á, thì những chú đó bắt đầu chú đổ hồ trộn này nọ. Hoặc là cái lúc mà quý vị quét sân để mà cho bạn đạo mà đi đó, thì quý vị thấy cái cách mà mình quét sân, cái cách mà mấy chú trộn hồ, những cái cách sinh hoạt đó đó, làm sao để mình biết họ thuộc căn tánh nào. Thứ nhất, cái người thuộc căn tánh tham ấy thì họ sẽ làm việc một cách nhịp nhàng, họ làm việc một cách là chu đáo, và họ làm rất là cẩn thận và đều đặn. Cái gì thế, một người căn tánh tham họ làm việc mình thấy đẹp ghê lắm. Còn người thuộc căn tánh sân ấy, thì họ sẽ làm việc một cách mạnh mẽ và dễ bỏ sót. Ví dụ như nhiều người quét sân họ cứ quét ào 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 đó, thì những người đó thì thường là thuộc căn tánh sân. Còn người căn tánh si á, thì họ làm việc một cách vụng về. Rồi tiếp theo là chúng ta xét về cái cách ăn mặc. Thường ngay cả cái cách mà quý vị mặc như thế nào á, nó cũng cho thấy là mình thuộc cái căn tánh nào nữa, thưa quý vị. Như thế nào? Cái người mà căn tánh tham á, thì họ sẽ mặc đồ một cách vừa vặn, có nghĩa là không chật quá cũng không có lỏng quá. Họ mặc một cách chỉnh chu, mặc làm sao cho nó đẹp. Nhất là phụ nữ, trước khi đi ra đường là phải ngó gương một cái. Rồi tiếp theo, người căn tánh sân á, thì họ mặc đồ có khuynh hướng là siết chặt, mặc đồ bó siết cho nó chặt cái cơ thể của họ. Còn người căn tánh si á, thì họ mặc đồ cho thiệt là lỏng, thiệt là thoải mái. Thì quý vị thấy là ngay cả cái cách ăn mặc nó cũng cho mình thấy là mình thuộc cái căn tánh nào. Rồi đó là về cách ăn mặc. Nhưng mà cái này thì sẵn nói về ăn mặc thì sư có lời khuyên là nếu như mà quý vị hành thiền ấy, thì mình nên kiếm cái đồ mà nó rộng rãi tí xíu để mà khi ngồi nó thoải mái. Chứ nhiều lúc cái đồ chật quá đó, mà mình nhất là những vị mà ngồi lâu đó, thường là nó sẽ bó những cái mạch máu làm cho mình không có thông. Cho nên cái những cái người mà hành thiền nhiều có kinh nghiệm là mình thấy cái cách mặc đồ của họ là họ mặc nó thoải mái. Nhưng mà đó, thoải mái thì thoải mái nhưng mà họ vẫn sẽ lòi ra cái căn tánh của họ ở một số điểm, ví dụ như là cái dây thắt lưng này, hoặc những cái thứ đại loại chẳng hạn như vậy đó. Rồi cái cách ăn mặc nó là nó bó sát, hoặc là nó rộng, thiệt là rộng, hoặc là nó vừa người, thì những cái cách đó nó sẽ cho mình thấy là người đó khuynh hướng họ thiên về cái căn tánh nào ha. Rồi tiếp theo là cái cách ăn uống. Cho nên học mấy cái này sư phải nói, sư khuyên thiệt với mọi người đừng có ráng mà chỉnh sửa gì hết á. Mình có sao mình cứ sống y chang vậy đi, để chi thiền sư họ nhìn vô á, biết mình thuộc căn tánh nào, để mà sao để chỉ cho nó dễ. Mỗi một căn tánh có cách tu khác nhau, mình cứ lo mình học bắt chước người ta cho nó đẹp. Để làm chi vậy? Để tới hồi chỉ tu chỉ lộn. Thật sự vậy. Rồi cách ăn thì người căn tánh tham á, họ thích ăn đồ ngọt, hay gọi là mấy cái ông hảo ngọt, thích ăn đồ ngọt và bổ, rồi ăn một cách từ tốn để mà họ thưởng thức. Còn người có căn tánh sân á, thì họ thích ăn đồ dai và chua.
và họ có thói quen ăn ngốn, có là ăn đầy cái miệng, nhét đầy cái miệng. Còn người căn tánh si thì họ ăn thường làm rơi vãi. Cho nên hôm bữa đó thì cô Tuyết nói là cái người ăn mà ăn từ tốn, mà ăn nhịp nhàng, mà ở là những người ở chuyển xuống. Còn người mà ăn mà ngồm ngòm làm rơi vãi này kia là người ở dưới lên thì nó không phải đâu. Thấy chưa, hôm nay học mới thấy lòi cái đuôi ra. Không phải. Do anh tham thành ra anh ăn từ tốn, còn do anh sân thành ra anh ăn một cách nó vội vã vậy thôi. Nó lòi đuôi ra hết đó. Chứ nó không phải là mình ở trên xuống thì mình ở dưới lên đâu. Không phải. Thành ra mình học mấy cái này nè cũng có cái vui là mình bớt ảo tưởng. Rồi, tiếp theo là nói về cách nhìn. Thì cách nhìn á, cái người căn tánh tham thì họ thích nhìn cái đẹp. Và họ có khuynh hướng là nhìn vào những cái ưu điểm mà bỏ quên khuyết điểm. Rồi khi mà họ bỏ đi đó, thì họ bỏ đi một cách tiếc nuối. Như là có một cô Phật tử thì cũng nói với sư như vậy nè, là có những lúc mà con thấy rất là an lạc. An lạc khi con ngắm một cái chiếc lá, rồi an lạc khi con ngắm một cái bông hoa. Con cảm thấy là ngắm một cái bông hoa như vậy á, nó an lạc còn hơn an lạc ghê lắm. Chứ còn ngồi với sư con không thấy an lạc chỗ nào hết trơn trời. Thì sư mới nói là đầu tiên là sư phải công nhận là tại vì cái khả năng tu của sư còn kém, cái giới nó còn kém, cái định nó còn kém, cái tuệ nó còn kém, thành ra cô ngồi gần sư cô không thấy an lạc. Nhưng mà cô làm ơn cô nhớ nha, cô nhìn bông hoa mà cô thấy nó an lạc, nó có tâm tham đó cô. Chứ không phải là cô thấy cái chuyện đó nó cao siêu đâu. Nó là cái tâm tham ấy. Khi mà quý vị nhìn một cái bông hoa mà quý vị cảm thấy nó vui vẻ, nó thoải mái là quý vị đang là tâm tham. Mà ví dụ pháp gọi là tâm tham mà thọ xả đó, có nghĩa là sao? Mình không có thích thú một cách đặc biệt, mà mình cũng không có hờ, mình cũng không có ghét bỏ, mà mình cái kiểu mà thích mà hờ hững tí xíu. Thì người ta gọi đó là tâm tham thọ xả. Tâm tham nguyên con luôn chứ nó không khác chỗ nào đó. Thành ra đừng có mà mình tưởng cái chuyện đó là chuyện cao siêu và mình tự hào, nó bậy lắm nha quý vị. Rồi, tiếp theo là cái người thuộc căn tánh sân. Người căn tánh sân á, thì họ thích nhìn cái khuyết điểm. Rồi họ thường á, là họ bỏ qua những ưu điểm. Rồi họ có khuynh hướng là muốn đi cho khuất mắt. Thành ra đó, hai cái ông thần này nó giống như là hai mặt trái của xã hội vậy đó. Mà mình nếu như mà vận dụng một cách khéo léo thì mình sống nó cũng đỡ lắm quý vị. Ví dụ như cũng sư Giác Nguyên thì có lần sư nói vậy nè, thay vì chửi ông sư Hổ Mang thì hãy suy nghĩ ít nhất cái con Hổ Mang nó cũng ráng làm sư. Chứ thí dụ như bây giờ cái con Hổ Mang nó ra ngoài mà nó cắn người này cắn người kia thì thôi, ít nhất nó cũng chịu vô chùa để nó tu. Kệ, tu nhiều tu ít thì cũng là tu. Hoặc là như Hòa Thượng Vũ Chánh, thì có người nói Hòa Thượng á, là sao mà ở trên chùa Phước Sơn Hòa Thượng gì đâu mà mấy ông tu dở ẹt, tu cà chớn chết luôn, sao để cho mấy ông vô chùa chứ. Thì Hòa Thượng Vũ Chánh nói cái này không phải cái thiền viện, cái này là cái bệnh viện. Trời ơi, mấy người tỉnh, mấy người khỏe, họ đâu có vô chùa. Mấy người bệnh mới vô chùa. Mà vô chùa chứ, vô chùa để chữa bệnh. Mà chẳng thà họ chịu vô chùa, ít nhất là cũng tu được cái này, cũng được cái kia. Chứ còn mà thả mấy ổng về đời, mấy ổng quậy cho banh chanh luôn. Đúng không? Thì nếu như tùy theo cách nhìn của mỗi người. Có người thì họ nhìn, họ thấy toàn là cái khuyết điểm không. Nhưng có người họ nhìn thôi chịu khó, nhìn ưu điểm họ tí xíu. Nhờ vậy cũng dễ tu. Đó. Rồi, cái tiếp theo này là cái người tánh si. Người tánh si thì cái người tánh si á, thì có đặc điểm là khen chê theo ý người khác. Nghe mình còn gọi là ba phải đó. Nói sao không được. Thì nãy sư cũng ví dụ đó, giống như là mình đi vô một cái khu vườn
Thì cái người mà tánh tham thì họ sẽ thấy những bông hoa đẹp, người tánh sân thì họ sẽ thấy những bông hoa héo, còn người tánh si thì chờ coi thiên hạ khen thì họ khen, còn chê thì họ chê. Mà cái người tánh si hình như bây giờ sẽ thấy ở mạng xã hội nhiều lắm phải không? Thế mà người ta đẩy cái gì lên là bắt đầu theo phong trào. Nếu mà khen là khen cho tới bến luôn. Và tới hồi mà bể ra cái vụ nó không phải vậy là bắt đầu quay ra chửi, coi như là chửi không còn cái gì để nói. Mà cũng có nhiều người ngộ, cái việc đó đưa lên mạng rồi họ đè ra họ chửi, mà chửi cho đã, tới cái hồi mà chứng minh là cái chuyện nó sai á, lộn rồi, mình trách nhầm người ta, cái chuyện không phải vậy. Em ru, không có ai mà dám mở miệng có xin lỗi hết trơn. Em ru, như là cái chuyện mà vừa rồi có một cái đám cháy ở đâu ở Sài Gòn mình nè, thì họ quay cái cảnh mà mấy anh cứu hỏa đó, mấy anh không có xịt vô nhà cháy, mà mấy anh đi mấy anh xịt mấy cái ngôi nhà xung quanh. Thiên hạ chửi, trời ơi, chửi nát nước, chửi không còn gì hết nữa. Mấy ông này mà đi cho mấy ông làm cái nghề cứu hỏa chắc nước mình coi như nhà cháy sạch. Nhưng mà sao cái người mà họ làm chuyên môn cái công tác cứu hỏa đó, thì họ mới giải thích là khi một cái căn nhà cháy đó, tài sản là khỏi cứu rồi, cứu không được nữa. Lúc đó là nhà cháy hết rồi, cứu không được tài sản. Cái ưu tiên hàng đầu không phải là dập lửa cái ngôi nhà đó, mà là tránh cháy lan. Tránh cháy lan để gây cho thiệt hại nặng hơn. Cho nên việc đầu tiên trước khi những cái xe cứu hỏa chuyên dụng tới, thì tại chỗ là phải làm mát những cái khu vực xung quanh để cho nó không cháy lan đó. Thì lúc đó người ta mới biết là mình hiểu lầm, mình trách nhầm người ta. Em ru, không có ai nói tiếng nào hết trơn. Thành ra sư thấy bây giờ trên mạng xã hội đó, người có thuộc căn tánh si nhiều lắm, nhiều vô số kể. Cho nên có những chuyện mà sư cả nói không dám đưa lên mạng. Tại sao vậy? Đụng tới cái ổ người ta. Rồi á, nó làm trận làm thượng, rồi nó lên, coi như là mình không có cái đường nào mình đỡ luôn. Thành ra cái lúc mà sư cả mà giảng pháp hoặc là dạy mà đệ tử á, có cái đặc điểm là không có cho quay phim chụp hình hết, xong là dẹp. Cho nên quý vị thấy là mặc dù sư cả giảng, nếu mà ai vừa rồi có thọ đầu đà đó, thì thấy sư cả giảng rất là hay. Nhưng mà hầu như là tìm ở trên mạng tìm không có. Nó như vậy. Cho nên sư cả nói là chẳng thà tôi giảng xong rồi tôi về tôi ngủ cho nó khỏe, còn hơn là đưa lên mạng rồi bắt đầu là thấp thỏm, không biết người ta khen hay người ta chê. Mà xin thưa với quý vị đó, đó là những cái cách mà mình biết là một người thuộc cái căn tánh tham hay căn tánh sân hay là căn tánh si. Nhưng mà nhớ như nè, những người mà có cái tánh hỗn hợp á thì thường không có rõ rệt đâu. Cho nên tốt nhất là mình hỏi người ta. Đó. Thí dụ như có lần mà sư hỏi sư Hạnh Duyên, hỏi coi cái tính tôi sư thấy sao. Ổng nói sư có lúc cũng hiền mà cũng có lúc cũng dữ. Sư mới thấy ngộ. Ủa hình như mình dữ lúc nào ta? Thấy hình như mình cũng đâu có dữ dằn đâu. Nhưng mà nghĩ lại hình như cũng có những lúc á mà dính tới chánh pháp. Khi mà nói về pháp mà nói tới chánh pháp á, hình như sư không có cái thói quen nhượng bộ. Nói là phải nói cho ra, nói cho đúng chánh pháp mới chịu, chứ còn không thôi là không có nhượng bộ. Cái chuyện nó không có nhượng. Còn mấy cái chuyện khác là thôi cười cho qua. Đó, cho nên là mình cũng thuộc cái kiểu mà hỗn hợp á. Cho nên có những lúc là phải phỏng vấn. Thì cái này là coi như là một cái để mà cho quý vị tham khảo. Hoặc là nhiều lúc gặp bạn bè đó, mình vui tí xíu mình coi họ thuộc cái căn tánh nào. Rồi, tiếp theo á là chúng ta sẽ coi là những cái điều kiện thích hợp cho mỗi căn tánh. Ha. Thì người thuộc căn tánh tham á, bây giờ sư không nói cái chuyện tu, mà sư nói cái chuyện mà quý vị đi vô phòng một cái người thì quý vị sẽ biết là họ thuộc căn tánh nào. Ví dụ như người tham nhiều, vô sẽ thấy đồ đạc tùm lum, coi như là kêu bỏ mà họ không có chịu bỏ. Thích giữ lắm, giống y như là mình sưu tập đồ vậy đó, mà cứ sưu tập là cái chuyện cần thì cũng để ở trong phòng, mà chuyện không cần cũng để ở trong phòng. Có nhiều lúc thì sư thử góp ý mấy người đó, nói là bây giờ dọn ra đi đó, rồi coi những cái món nào thí dụ như 3 tháng 6 tháng mà không xài tới thì thôi, một dẹp trong kho, hai là bỏ, chứ để chi mà chất cả đống trong phòng đó. Thôi lỡ mai mốt
lỡ mai mốt cần thì sao? Mà chính cái lỡ mai mốt cần thì sao đó mà đồ cả đống ở trong phòng. Thành ra cái người tham nhiều á, nhiều lúc mình cũng dễ biết. Hoặc là cái người mà đức tin nhiều thì quý vị thấy là cái cách họ thờ thì mình cũng biết. Người đức tin nhiều thì nhìn vô bàn Phật của họ coi như là tùm lum mới trở hết, tượng lớn, tượng nhỏ, rồi hình, rồi những cái đồ mà mình không biết mình để ở đâu á, để trên bàn cũng không tiện, để trong tủ cũng không tiện, cứ để lên bàn thờ. Cứ như vậy. Mình nhìn thấy họ là mình thấy một cái giống như là cả một cái khu rừng mà đủ thứ cây kiển hết trơn. Nó nhiều lắm. Hoặc là người trí tuệ, người thuộc tánh trí đó, thì có đặc điểm là thường vô phòng mà mấy ông sư mà thuộc tánh trí đó, thường quý vị sẽ thấy là họ kinh sách nhiều, tượng Phật rất là ít. Thậm chí một số vị không có tượng luôn, không có tranh tượng luôn. Tại vì đối với họ đó, suy nghĩ của họ thì cái việc mình nghiên cứu giáo pháp, chính cái pháp bảo đó là cũng thuộc về tam bảo rồi. Cái việc mình học hỏi giáo pháp thì cũng là cách để mà mình thờ Đức Phật. Thờ Phật không phải là quỳ lạy tượng Phật, mà thờ Phật là học theo giáo pháp của Phật và thực hành theo giáo pháp của Phật. Đó là cách của người trí. Thành ra bây giờ mình vô phòng của mỗi người thì mình sẽ thấy cái cách thờ như thế nào, rồi cái cách mà mình trang điểm cái phòng mình ra làm sao, là mình sẽ thấy rõ căn tánh của họ. Nhưng mà đó là thế gian. Còn nếu như mà quý vị đi tu á, thì trong Thanh Tịnh Đạo thì có một vài cái đề nghị là nếu như mà quý vị tham nhiều á, thì nên ở một cái nơi dơ bẩn và nhiều rác. Tốt nhất cái chỗ đó không có bao giờ mà dọn dẹp gì hết. Tốt nhất nên ở cái chỗ đó để nó đối trị cái tánh tham của quý vị. Đó. Rồi cái chỗ mình á, là nó phải là cái chỗ mà nó lụp xụp, nó tồi tàn, mà phải nói là kêu người ta vô ở năn nỉ quỳ lại, người ta không muốn vô ở, thì mình nên ở những cái chỗ đó để bớt bớt chấp, bớt ham muốn, bớt thích thú với cái chỗ ở. Rồi cái chỗ mà mình đi kinh hành ấy, thì chỗ đó tốt nhất là cái chỗ nó gồ ghề và nó nguy hiểm, có nghĩa là đi nó dễ trượt chân, rồi những cái vật sắc nhọn này nọ là mình phải chú ý ghê lắm. Rồi cái chỗ mà mình đi khất thực, nếu như một cái người xuất gia đó, thì chỗ khất thực nó phải xa đó. Rồi người ta cho đồ ăn theo cái kiểu là ăn để lót bụng, có thì mừng lắm rồi, chứ còn mình không có mong đợi đồ ăn ngon. Cái cách tốt nhất của một cái người tánh tham đó, khi họ ăn là bao nhiêu đồ mặn, đồ chua, rồi đồ này đồ kia cứ trộn, đổ hết vô một tô ha, đổ hết vô một tô, trộn lên rồi ăn. Quý vị thử làm một lần đi. Đó, đồ mặn nè, rồi đồ chua nè, rồi canh nè, rồi bánh nè, rồi trái cây nè, rồi cháo nè, rồi ba cái chè, xôi chè, quý vị cứ đổ hết vô một lần, trộn lên quý vị ăn. Quý vị sẽ cảm nhận được cái gọi là ăn để no, chứ không phải ăn để mà thưởng thức. Thực sự nó không ngon chút nào hết. Giống như có lần mà sư ôm bác á, thì Phật tử những lúc họ thương ông sư thì họ nghĩ là ông sư thì có cơm ha, thì có cà ri, rồi tới nữa thì họ cho sữa chua, rồi sữa chua xong rồi họ cho chè, mà họ đâu có biết một cái chuyện là rồi cho trái cây nữa đó. Tới họ về cốc đổ hết cái đó vô, trộn lên ăn. Mà sư kêu ông sư Duyên, ông sư Bản, sư làm thử đi, làm thử giúp tôi. Mà phải nói hỏi bữa sau hỏi sư ăn sư thấy làm sao, thiệt sự ăn muốn ói rồi. thì sư mới nói cái đó là cái mà muốn cho sư thấy đó, có nghĩa là khi mà mình làm cái chuyện đó, ăn chỉ đơn giản là để no thôi chứ không phải để ngon nữa. Mà đúng thiệt là nếu như mà mình ăn thì bình thường mình cũng ăn đồ mặn, ăn đồ ngọt, rồi ăn món này trước món kia sau, nhưng mà sao vô bụng mình rồi cũng y chang à, vô bụng cũng y chang vậy, mà tại sao mình không trộn luôn làm trước rồi mình ăn, thấy chưa? Tại vì mình thích thưởng thức cái món ăn. Nói như vậy, thành ra cái người tánh tham á, cái cách ăn tốt nhất của họ là như vậy, nhìn vô là y như là một cái lẩu thập cẩm, mà y như, giống như là cái cắm heo vậy đó, giống vậy. Rồi cái người mà tốt nhất để mà họ tiếp xúc á, là những cái người thô lỗ. Sư nói nãy giờ không ai ghi hết.
ha. Cái chỗ ở đó là phải là cái chỗ dơ bẩn ha. Rồi nó tồi tàn, không có ai muốn ở. Còn cái đường kinh hành á, đó là cái đường nguy hiểm và nó khó đi. Chỗ khất thực thì xa. Rồi đồ ăn á thì trộn lại, ăn chỉ để no. Rồi còn cái người phù hợp để mà mình tiếp xúc á, đó là những cái người thô lỗ. Mà trong Thanh Tịnh Đạo còn khuyên thêm cái nè, là thí dụ như mà mình có mấy người mà phục vụ á, thì cái người phục vụ mình á, tốt nhất là càng xấu càng tốt, càng dơ càng tốt, càng hôi càng tốt. Coi như là nhìn mình không có cái chỗ nào ưa hết trơn. Nhưng mà nhớ là phải cùng giới tính nha. Chứ còn khác giới tính á, thì một vị thầy Bắc Tông tu thiền á, vì này nói là tới cái lúc mà nó coi như là cái dục nó lên á, thì thị nở vẫn đẹp như thường. Thành ra đó, phải là người cùng giới tính. Cái người mà gần gũi mình, phục vụ mình phải là người cùng giới tính. Rồi tiếp theo cái này mới là cái quan trọng nè. Cái oai nghi thích hợp khi mà hành thiền á, đó là đứng và đi. Cho nên lại một lần nữa là sư kịch liệt, sư bài xích cái chuyện mà cứ bắt mọi người ngồi, cứ ngồi hết tiếng này tới tiếng kia, ngồi suốt mà không cho đứng dậy, không cho đi. Thì sư phải nói là sư rất là bài xích cái cách mà hành thiền kiểu đó. Tại sao? Rất nhiều anh đi cái là tôi biết là anh tham rồi, mà anh cứ khoái ngồi. Mà tại vì tham cho nên mới khoái ngồi. Mà tốt nhất nếu như mà anh tham là anh phải đứng dậy anh đi, đi cho nhiều. Vì thấy là nhiều nơi đó đi rất là đẹp, dàn hàng ra đi theo từng tốp đi rất là đẹp, ngồi thiền trật tự ngay ngắn, rồi ăn một cách nhẹ nhàng từ tốn, tham rập ra đó chứ còn gì nữa. Và nếu như vậy thì tốt nhất là quý vị đi thiền và đứng, đứng thiền hoặc đi thiền chứ đừng có ngồi. Rồi cái đề mục thích hợp đối với cái người tánh tham á, thì có một số cái đề mục như là đề mục cá xí ná. Cái gọi là đề mục cá xí ná đó, đó là những cái đề mục mà màu sắc hoặc những cái đề mục tròn, ví dụ như là đất, nước, gió, lửa, rồi hư không, ánh sáng, rồi xanh, vàng, đỏ, trắng. Đó là những cái đề mục cá xí ná. Ví dụ như sự giả sử ha, ví dụ như mình có một cái vòng tròn trắng như vậy nè, nó bự hơn, đề mục thiệt nó bự hơn. Rồi mình nhìn vô nó, mình niệm trắng, 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 trắng. Đó là mình tu cái đề mục cá xí ná trắng. Thì cái người mà tánh tham á, là cái đề mục của họ nó phải là cá xí ná màu, nhưng mà nó không có đẹp. Ví dụ như cái màu sắc của nó sẽ loang lổ hoặc nó có những cái khuyết điểm, chứ nó không có được đẹp đẽ. Rồi cái thứ hai là thân hành niệm. Đề mục thứ hai là thân hành niệm. Thân hành niệm là sao? Đó là đề mục hơi thở nè. Rồi tiếp theo là tứ đại, có nghĩa là niệm đất, nước, gió, lửa. Niệm tứ đại, thiền tứ đại. Hoặc là thiền 32 thể trược. Hoặc là quán niệm tử thi. Đó là những cái thân hành niệm. Rồi còn cái người mà nhiều sân á, người căn tánh sân, thì họ sẽ có cái điều kiện họ ăn ở nó sẽ ngược lại với cái người tánh tham. Có nghĩa là sao? Cái chỗ ở của họ đó là phải sạch sẽ, phải đẹp, phải thơm phức và mát lạnh. Rồi chỗ ở của họ phải đầy đủ tiện nghi. Rồi trong trường hợp mà không có đầy đủ tiện nghi á, thì chỉ cần một cái giường và một cái ghế đủ rồi. Để chi vậy? Để họ không có cái để mà họ than, họ tìm không ra khuyết điểm. Rồi tiếp theo là cái đường kinh hành ấy, là nó phải thiệt là bằng phẳng và đẹp.
Nếu như một người xuất gia thì cái chỗ khất thực của họ vừa phải, không quá gần cũng không quá xa. Và đối với người nhiều sân thì khi họ ăn thì đồ ăn của họ là phải ngon. Nó ngược lại với người tánh tham. Người tham là cho ăn sao cũng được, nhưng mà người sân là phải cho họ ăn ngon. Nhắc tới cái chuyện ăn ngon mới nhớ. Tại như vậy nè, là có một ông thầy, thì khi mà xuất gia, trước khi xuất gia là một cái đầu bếp năm sao. Thành ra cái lúc mà xuất gia, nhà bếp nấu sao cũng chê hết, nấu không có ngon, không có vừa miệng ổng. Mà ổng nói là ổng nấu thì ngon hơn nhiều. Thành ra ổng rất là bực bội. Biết cái chỗ mình hành thiền mà giống như hành xác vậy đó, mà không ăn, không có no, không có ngon lành gì hết. Đó, người ta tánh sân thì họ vậy. Cho tới một cái hôm, ổng gặp một cái cô thí chủ mà nấu ăn còn ngon hơn ổng. Và thế là vì cái món ăn đó mà hoàng tục về đời cưới cổ luôn. Thì quý vị thấy, có những cái đó mà mình không có để ý là do cái căn tánh của mình đó, nó khiến cho mình có những cái nhược điểm. Mà chỉ cần mà người ta đâm trúng cái chỗ nhược đó thôi là mình rớt. Thành ra cái chỗ này đó, thì phải nói là nếu như mà cái người tánh sân đó, thì làm ơn cho họ ăn ngon tí xíu. Giả sử như á, mà cái thiền nguyện mình nấu ăn cho ông thầy đó mà nấu ăn ngon á, thì ông đâu tới cái mức mà ức chế để mà gặp phải một cô rồi lại về đời đâu. Thành ra tùy căn tánh, chứ mình không nói là tu là phải chịu cực, tu là phải chịu khổ. Sai, tùy người. Rồi cái Phật tử mà thích hợp để mà họ tiếp xúc á, là phải là những người lịch sự đó, rồi nhẹ nhàng cung kính họ. Đó. Rồi cái người phục vụ á, thì phải là cái người mà xinh đẹp nè ha, rồi thơm phức nè ha, rồi rất là, nói chung rất là dễ thương, nhưng mà lặp đi lặp lại vẫn phải cùng giới tính. Rồi còn rồi tiếp theo là mình tới cái phần hai, cái phần quan trọng nhất nè, là cái oai nghi thích hợp cho người nhiều sân á, là ngồi hoặc nằm. Mà thường thì mình có cái căn tánh, đa phần mình á, là căn tánh hỗn hợp. Cho nên quý vị sẽ rút ra một cái kinh nghiệm tí xíu, là những cái lúc mà mình tham nó nổi trội đó, thì chỉ nên đứng và đi. Còn cái lúc mà sân nó nổi trội đó, thì mình ngồi. Lúc mà nóng quá mình chịu không nổi, mình bực bội người này bực bội người kia, anh đừng có đi, anh ngồi lại. Hoặc là anh nằm, để chi, để anh bớt cái chuyện mà bất mãn. Thì cái chuyện tư thế này đó, nó không có nghĩa là mình cứ phải giữ hoài. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ tôi tư thế thích hợp, tư thế ngồi, thì tôi ngồi thôi, tôi không đi. Thì cái đó là kẹt. Mình có thể đi, nhưng mà ưu tiên cho cái việc ngồi nhiều hơn. Hoặc là tư thế thích hợp cho mình là tư thế đi, là không phải là mình không ngồi, cũng ngồi, nhưng mà ưu tiên cho cái việc đi nhiều. Giống như ở thiền viện Pa Ốc á, ở Benolin, ở cái chỗ mà vừa rồi sư đến, có đặc điểm vậy nè, nó có hai cái con đường kinh hành. Một cái đó là đường kinh hành bằng bê tông, đường hai bên là rừng cây, rồi nhà cửa nhìn đẹp lắm, đẹp mê hồn. Còn một đường á là cái dốc đứng, dốc đứng mà không có trải nhựa, không có gì hết á, đi nó lởm chởm muốn chết luôn. Mà đã vậy nhiều lúc trời mưa lất phất á, là cái đường nó sẽ trơn trơn, mà mình đi không cẩn thận là mình sẽ té. Mà quý vị biết là cái chỗ đó nó dốc, nó đứng y như cái dốc cầu thang vậy đó. Mà chỉ cần mà mình dắt mình té cái là mình lăn luôn từ trên, mình lăn xuống. Thì hai cái đường đó thích hợp cho cả hai người. Người tánh tham thì đi một đường, người tánh sân thì đi một đường. Đó. Nhưng mà ở chùa mình thì không có được như vậy, cho nên là chỉ có một đường thôi. Thì quý vị cũng gắng chịu khó đi. Rồi cái đề tài thích hợp cho người căn tánh sân, đó là những cái casino mà đẹp, thuần tịnh. Cũng casino nhưng mà cái casino đó nó phải đẹp, thuần tịnh. Và đề mục thứ hai là bốn phạm trú, có nghĩa là từ bi hỷ xả. Tiếp theo là chúng ta qua cái điều kiện thích hợp cho người nhiều si. Thì với người nhiều si á, thì cái chỗ ở của họ phải thông thoáng, mà tốt nhất là họ có thể nhìn cả bốn phía.
Ví dụ như là cái thiền đường này nè, đó là mình nhìn bốn phía, nhìn đâu cũng thấy cảnh hết. Người nhiều si nên ở cái chỗ đó. Và những cái điều kiện còn lại thì tương tự với người tánh sân. Điều kiện còn lại thì tương tự với người tánh sân. Còn cái oai nghi mà thích hợp với họ đó là đi. Họ thích hợp với cái việc đi. Còn cái đề tài thích hợp với họ đó là nếu như mà họ tu tập casino thì casino của họ phải rộng hơn bình thường. Xin ví dụ, một cái casino của mình đó, là thường nó bề ngang đó, là nó phải bằng một cái gang tay và bốn ngón nè, có nghĩa là nó bự như vậy, nó bự như vậy đó, cái casino tròn. Nhưng mà cái người mà nhiều si á thì casino của họ phải rộng hơn, bự hơn. Và cái đề mục thứ hai thích hợp cho họ đó là bốn phạm trú. Bốn phạm trú có nghĩa là từ bi hỷ xả, bốn phạm trú. Mặc dù là nói cái người mà tánh si á, thì sẽ đi chung với cái tánh tư duy, nhưng mà khi mà tu á thì sẽ phân biệt ra người tánh si khác. Còn bây giờ là cái điều kiện cho người tánh tư duy nè, nó sẽ khác với người tánh si nha. Lưu ý điều kiện thích hợp cho người tánh tư duy có nghĩa là tánh tầm nhiều, suy nghĩ nhiều. Có nghĩa là đối với người mà thích nghĩ tùm lum la đó, thì điều kiện thích hợp đó là cái chỗ nó phải kín đáo, giống như là bốn bức tường vậy đó, nhưng mà nó phải thoáng khí nha, nhưng mà nó kín đáo. Để chi? Để họ không thể nhìn thấy cảnh này cảnh kia. Và cái đường kinh hành của họ đó thì tốt nhất cũng là kinh hành ở trong một cái không gian kín, chứ không nên kinh hành ở ngoài cái chỗ mà nhiều cây cối. Tại vì cái chỗ mà nhiều cây cối đó thì họ sẽ dễ suy nghĩ đi tùm lum. Thay vì mình đi thì mình bắt đầu mình ngắm cây, ngắm cảnh, ngắm người, ngắm này kia, không nên. Rồi, những cái điều kiện còn lại thì giống như là người nhiều tham. Đề tài thích hợp, tiếp theo đề tài thích hợp đó là bốn cái xí ná màu. Có nghĩa là sao? Xanh, vàng, đỏ, trắng. Bốn cái xí ná màu, xanh, vàng, đỏ, trắng. Và cái thứ hai là bốn cái đề mục phạm trú là từ, đi, hỷ, xả. Và cái điểm lưu ý nha là nên tránh những cái đề mục, những cái đối tượng mà nó quá lớn. Ví dụ như hồi nãy đó, sẽ nói cái casino đó, thì tốt nhất là casino nó nhỏ hơn tí xíu, đừng có làm nó lớn. Rồi tiếp theo là cái người đức tin mạnh, người nhiều tính á, cơ tánh tính. Thì cái chỗ ở thích hợp với họ đó, đó là giống như là người cơ tánh sân. Có nghĩa là sao? Cái chỗ họ phải trang trí cho nó đẹp, rồi tượng này tượng kia chất cho nó đầy lên, để tăng trưởng cái niềm tin của họ, nó thích hợp cho cái người thuộc cái tánh tính. Rồi cái đề tài thích hợp cho họ đó là sáu đề mục tùy niệm. Đó là gì? Có ai nhớ không? Sáu đề mục tùy niệm đó là gì? Niệm Phật nè, niệm Pháp nè, niệm Tăng nè, niệm Thí nè, niệm Giới nè, niệm Thiên. Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới, Thiên là sáu đề mục tùy niệm. Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới, Thiên. Thành ra đó, có những cái nơi mà họ chỉ hướng dẫn một cái kiểu hành thiền. Ví dụ như gặp ai tới cũng hướng dẫn cái hơi thở, hoặc gặp ai tới cũng hướng dẫn một cái đề mục. Thì đương nhiên là cái kinh nghiệm của họ như vậy, họ hướng dẫn theo kinh nghiệm thì chuyện đó tốt, chuyện đó tốt. Nhưng mà cá nhân sư á, thì sư cảm thấy hình như là mỗi căn tánh nó có cái thích hợp khác nhau. Cho nên sư thì sư có cái chủ trương là sư ủng hộ cái việc là niệm rải tâm từ. Nhưng mà nếu như mà cái vị nào mà thích một cái đề mục nào đó thì mình hướng dẫn họ theo cái đề mục đó, để nó phù hợp với cái căn cơ sở tánh của họ, thì nó vẫn tốt hơn là mình đi mình cào bằng. Thì đó là cái cá nhân của sư thôi. Còn đương nhiên là mỗi một thiền viện, mỗi một nơi thì họ có cái quy trình tu học của họ. Còn tiếp theo là với cái người mà cái tánh trí đó, trí nhiều á, thì cái điều kiện của họ là sao cũng được. Có nghĩa là điều kiện nào cũng thích hợp với họ hết. Và cái đề tài thích hợp với họ đó là niệm chết, rồi niệm sự hoại diệt nè, niệm diệt, rồi phân tích bốn đại, rồi quán tưởng vật thực đang tiêu hóa. Thì ở đây đó,
trong Thanh Tịnh Đạo cũng có lưu ý là những cái đề mục mà nãy giờ mình nói là nó đối chọi trực tiếp với cái căn tánh của mỗi người. Tuy nhiên, bất kỳ đề mục nào thì nó cũng đưa đến diệt tham, hoặc là đưa đến cái việc mà chấm dứt sân, rồi đưa đến tăng trưởng cái tính tấn niệm định tuệ hết. Nói chung là tóm lại đó, là mình tu đề mục nào thì cũng được, chứ không nhất thiết là bây giờ mình tham nhiều là anh phải tu thể trường, chứ anh không được tu đề mục khác thì nó cũng kẹt. Cho nên một trong những các nguyên nhân mà sư khuyến khích mọi người tu tâm từ á, là bởi sao? Đối với người nhiều tham thì cái đề mục tâm từ là đề mục nhiều phước báo nhất. Không có đề mục nào mà nhiều phước hơn tâm từ hết trơn. Mà sư đã lặp đi lặp lại rồi, trong Tăng Chi Đức Phật nói là cái thời gian mà quý vị chỉ cần một trong một cái khẩy móng tay mà quý vị tu tập tâm từ thôi đó, là nó hơn vô số lần mà quý vị dành cả đời ra quý vị bố thí. Nhiều người ấy, cứ bố thí làm phước hết cái ngày này tới ngày kia mà họ không biết một chuyện. Chỉ cần mình dành một giây, một phút, thậm chí một cái khẩy móng tay mình tu tập tâm từ thôi, phước mình nhiều hơn. Cho nên nó đừng có nói là mình ngồi yên chỗ mình không có lợi ích. Sai. Mình ngồi yên một chỗ mình tu tâm từ, cái phước nhiều hơn cái anh mà anh chạy vòng vòng. Thành ra người nhiều tham họ tu tâm từ cũng được. Rồi nhiều người nhiều sân họ tu tâm từ cũng được. Tại tâm từ nó sẽ diệt trừ cái sân hận. Rồi người nhiều si thì hồi nãy quý vị thấy rồi, cũng là bốn đề mục phạm trú thì cũng tu tập tâm từ. Rồi người nhiều trí họ cũng tu tập tâm từ được. Cho nên sư thấy là cái đề mục tâm từ nó phù hợp với hầu hết tất cả các cái căn cơ sở tánh. Mà sẵn đây hình như có một chuyện mà sư quên nói. Là cái hôm bữa thì sư có nói là ngày thứ hai sư dự định là Phật tử mình. Có một vị là bà cụ lớn tuổi bị bệnh, thì mong là mình đến rải tâm từ đối với họ. Thì sư nghĩ đây là một cái cơ hội để mà quý vị thực hành. Trước giờ mình hành thiền, mình hành có mình thôi. Bây giờ mình có cái cơ hội để mà mình thực hành rải tâm từ. Thì cái suy tính của sư á, là người bệnh nằm ở đó, cái vì đây là phụ nữ cho nên á, quý phụ nữ thì ngồi gần, còn đàn ông mình thì ngồi xa. Rồi quý vị có thể chạm nhẹ vào người bệnh, nếu mà họ không phiền mình có thể chạm nhẹ, rồi mình tập trung, mình xoay quanh, mình rải tâm từ đối với họ. Nó tuyệt vời lắm quý vị. Nếu như mà mình có cơ hội mình nên thử. Đó cũng là cái cơ hội mà mình thực hành ấy. Tại trước giờ mình không có cơ hội thực hành, mình ráng mình thực hành. Thì đây sẽ là một cái mở đầu cho một cái việc là mình khôi phục lại cái truyền thống hồi xưa của Đức Phật. Đó là khi mà gặp người bệnh thì mình rải tâm từ đối với họ, do cái năng lực của tâm từ nó sẽ giúp đỡ người ta. Sư thì sư không có phản đối cái chuyện mà mình hộ niệm, mình trợ giúp người này người kia. Nhưng mà trợ giúp theo đúng chánh pháp nó phải khác, chứ không phải mình đè đầu đè cổ người ta ra mà mình tụng. Cái đó sư cảm thấy như nó không có hợp lý. Trong khi đó nếu mình rải tâm từ đối với họ nó đúng hơn. Nhưng mà vừa rồi đó thì bên gia đình Phật tử thì họ có nói là do cái bà cụ á vừa mới nhập viện, cho nên là hiện tại giờ sức khỏe rất là yếu. Thì thôi để nếu như mà bà cụ về mà sức khỏe ổn định á thì thỉnh sau. Và sư nghĩ là bây giờ quý vị nên lưu cái số điện thoại để mà liên hệ với một là chú Vinh, hai là cô Tuyết. Để nếu mà có cái dịp như vậy đó thì sư sẽ liên hệ với quý vị, để mà mình có thể mình tập trung tới nhà người ta rồi mình thực hành cái việc mình rải tâm từ. Rất là tốt cho mình. Thì sư mong mình như vậy. Và sẵn đây còn thời gian thì sư trả lời một cái câu hỏi. Thì có một vị hỏi sư là sư ơi, sư cho con hỏi làm sao mình bớt cái tâm ích kỷ hả sư? Ví dụ con không bằng lòng với việc chồng của con phải giúp đỡ người khác, đó là em gái kết nghĩa của chồng con, nhưng cô ấy không chịu đi làm gì hết, cứ lợi dụng lòng tốt của người khác, con thấy như vậy là không được đó. Rồi sư biết không, chồng con toàn là chơi với con gái không à, ai anh ấy cũng đối xử tốt hết, nên con không biết là duyên nghiệp của anh ấy không, cũng không buồn, nhưng trong lòng con ích kỷ quá sư ơi, thì con phải tu gì đây? Thì xin thưa với quý vị, Đức Phật cũng nói trong Tăng Chi Bộ Kinh thì có những cái nó rất khó kham nhẫn. Thứ nhất, ông vua mà đụng chạm tới cái ngai vàng của ông là ông rất khó kham nhẫn.
Thứ hai, con rắn mà bị dẫm phải đuôi đó, nó rất khó kham nhẫn. Thứ ba, con voi mà nó lên cơn động dục, nó rất khó kham nhẫn. Thứ tư, phụ nữ mà bị tranh giành tình cảm rất khó kham nhẫn. Thành ra đó, xin thưa là cho dù là chị em ruột đi chăng nữa mà nó đụng tới cái chuyện tình cảm rồi là coi như không có nhìn mặt, không có nấu năng cái gì hết. Rất khó kham nhẫn. Mà trong cái trường hợp này anh chồng này ảnh lại tốt, tốt với người ta mà chẳng thà tốt đàn ông còn đỡ thì tốt toàn với con gái không. Thì cái chuyện cổ khó kham nhẫn cái chuyện đương nhiên. Không có gì lạ hết á. Cổ không, cổ cảm thấy cổ cho qua được đó mới là chuyện lạ. Cho nên cái chuyện là chuyện bình thường. Thành ra nếu như mà nói theo tinh thần Phật Pháp á, thì phải nói sư không biết khuyên cái gì bây giờ. Bởi vì cái chuyện này là cái chuyện đương nhiên. Đức Phật nói phụ nữ mà đụng tới chuyện tình cảm là họ rất khó kham nhẫn. Mà chính vì cái khó kham nhẫn đó, đó thì cũng tăng chi bộ kinh. Đức Phật nói phụ nữ chết đọa địa. Chính vì mình khó kham nhẫn. Mà quý vị thử nghĩ coi có cái gì mà nó ác hơn cái vụ này không? Chồng mình mà nó tiếp xúc với những cái thứ mà trời ơi, mấy con gà ở ngoài đó, mà mình giận á thì đi xuống địa ngục, mà không giận không được. Nó sao không giận được, phụ nữ là phải giận. Thành ra nói đi phải nói lại, mình phải tu tập, phải tu. Có những bà vợ mà vì ông chồng ổng tệ quá mà vô chùa tu, thì thôi cũng nhờ ông chồng mà mình có cơ hội mình đi tu. Chứ bây giờ ông chồng ổng tốt với mình quá, tôi thấy nhiều người á, chồng tốt quá là không cho vợ đi tu, mà bà vợ là bà cũng chích dí nhà luôn, đi tu không được. Tại ông chồng thương mình quá, sợ là đi vô chùa mà gặp mấy ông thầy, nếu mấy ông thầy đẹp trai quá, mấy ông chồng cũng lo. Đó. Thành ra đó, có những lúc mình nhìn ở một cái góc độ khác, mình lại thấy chuyện đó là hạnh phúc. Nhờ có chuyện chồng mình không tốt mà mình có cơ hội mình tìm đến giáo pháp. Còn thí dụ như mà mình thấy mà mình khó chịu với anh chồng quá thì mình nghĩ thôi kệ, nghiệp ổng vậy, đàn ông cái nghiệp nó phải lăng nhăng. Mà sư thấy là nhiều bà còn dữ hơn nữa, thì nói là thôi ông đi đâu đi, đừng có mang bệnh về nhà là được rồi. Mà sư không biết cái chuyện đó là có còn thương ổng hay không, hay là nó thôi kệ, tại tôi không bỏ được ông chứ bỏ được tôi cũng bỏ rồi. Thì thôi, cái đó là chuyện gia đình người ta. Mà qua đây sư cũng thấy đó, nếu như mà gia đình mình có cái chuyện tốt thì mình nên hiểu thì đó là cái phước và trợ duyên để cho mình ráng mình tu tập để tăng trưởng cái phước báo đó. Còn nếu như gia đình mình có những cái bất toàn bất cắc thì quý vị nên hiểu là đó cũng là cơ hội để mình tu. Bởi vì đó không phải ngẫu nhiên đâu, không phải ngẫu nhiên mà mình gặp những người chồng, những người vợ như vậy. Mà theo tinh thần Phật Pháp là do cái đời trước mình không giữ được cái giới không tại giới. Do mình không giữ được cái giới này cho nên đời này mình có chồng có vợ có vấn đề. Thành ra trước khi trách người ta phải trách mình trước. Và để mà tránh cái việc mà mình gặp phải cái con người này ở đời sau kiếp khác á, tốt nhất đời này mình ráng giữ giới, nhất là cái giới không tà dâm. Bởi vì có nhiều bà vợ thì bảo quan niệm là chồng ăn chả thì ông ăn chả thì bà ăn nem, ông lăng nhăng ở ngoài thì ông dựa vào cái gì ông cấm đoán tôi. Nhưng mà mình sai lầm ở cái chỗ đó, chính vì mình không giữ được cái giới không tà dâm này cho nên đời sau kiếp khác mình vẫn phải tiếp tục sống trong cái cảnh này. Thành ra muốn cải thiện thì mình phải giữ giới. Đó là cải thiện trong cái đời vị lai. Còn cái kiếp bây giờ phải xử lý như thế nào thì như sư nói phải quán tưởng hai chuyện. Thứ nhất, mình bị như vậy là do cái quá khứ. Cái đời quá khứ mình đã làm được cái chuyện lầm lỗi cho nên bây giờ mình phải mang cái nghiệp này. Nếu như mà chịu đựng được thì tốt, kham nhẫn được thì tốt. Còn nhắm mà không kham nhẫn nổi sao không bỏ. Mà sư nói thiệt là nhiều bà đó, chồng nó tệ, cỡ nào tệ, không bỏ là không bỏ. Mà đổ thừa do nghiệp. Mà sư không hiểu. Do nghiệp đã thành một phần nữa, đầu óc mình có vấn đề. Nói ngu thì sợ quý vị giận, chứ sư nói thiệt á, nhiều bà chồng đánh rồi chồng phụ bạc, chồng thế này thế kia, bỏ không chịu bỏ. Thì thôi tùy quý vị, nhắm chịu được cứ chịu. Chứ bây giờ không lẽ giờ sư xúi người ta ly dị, ông nghĩ ông thầy tu mà xúi người ta chia rẽ sao xúi. Nhưng mà sư thấy thôi thì nếu như mà nhắm chịu được thì thôi ráng chịu đi. Nó là do quý vị, tự quý vị chọn thôi chứ ai bắt quý vị chọn đâu. Cái thứ hai,
là mình nghĩ thôi, mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, mình có nghiệp của mình, ổng có nghiệp của ổng, thì thôi vì ổng có nghiệp của ổng thì thôi cứ để ổng thoải mái đi, mình lo mình tu, thật sự mình lo mình tu, đây cũng là cơ hội để mình tu. Hoặc là còn thêm một cái nữa là mình hiểu do cái nghiệp của mình thành ra mình bị như vậy, thành ra đó thôi ráng giữ năm giới. Người tại gia cư sĩ phải giữ cho được năm giới, và đặc biệt đối với trường hợp này là phải giữ cho được cái giới không có tại gia. Thử quán xét coi quá khứ trong cái kiếp này nè, thí dụ như cái lúc mình còn con gái trong cướp mà mình chưa có lấy chồng, mình có phạm cái lỗi này hay không? Nếu mình lỡ mình phạm á thì giờ mình bị không chuyện gì lạ chứ. Cho nên quanh đi quẩn lại vẫn phải suy tưởng về nghiệp và quả của nghiệp, muốn được như vậy ráng giữ giới. Và như sư nói, nếu mà kham nhẫn được á thì kham nhẫn, nhắm chịu được thì thôi ráng chịu đi, chứ còn cái chuyện nó đã rõ mười mươi ra đó rồi là mình phải giải quyết thôi. Thương chồng quá thì thôi ráng chịu, chứ giờ biết trách ai bây giờ. Mà còn giờ kêu ông sư mà giải quyết mấy cái chuyện này của chị thì sư cũng bó tay thôi. Rồi thì bây giờ tranh thủ còn 5-10 phút thì quý vị có ai còn câu hỏi nào nữa không? Ví dụ như mình thực hành cái hạnh lắng nghe, thì mình đó thì còn là lắng nghe không ạ, nhưng mà tới phiên mình thì mình đem cái của mình ra mình cho ai để lắng nghe? Mình trút trong Phật, con thì con cứ trút trong Phật thôi. Mà con nghĩ như thế này, ông Phật không nghe mà không có trả lời được. Nên bây giờ con bạch cái sư, nhà sư chỉ cho. Rồi. Thì có vấn đề gì nữa cô còn xuống? Có vấn đề nè, mấy ông thầy tu á, hình như là quý vị Phật tử thấy ông không có tóc, thành ra đem tóc của quý vị gửi cho mấy ông sư không à. Quý vị biết là rất nhiều những cái người tại gia cư sĩ đem những cái chuyện nhà, chuyện cửa quý vị đó đem vô chùa để cho kể cho mấy ông sư nghe. Thì một phần là tại vì mấy ông sư thì ở trong chùa không có cái chuyện gì mà đem bôi xấu quý vị, thành ra quý vị nghĩ là giống như là mình có cái két sắt chỉ bí mật mấy ông sư bí mật giùm quý vị. Rồi cái thứ hai là quý vị nghĩ mấy ông sư cũng có tu, thành ra có lẽ có một cái cách nào đó để mà giải quyết vấn đề cho quý vị à, thì cũng được. Nhưng mà thành ra mấy sư là cái chỗ mà giống như cái sọt rác vậy đó, quý vị đem quý vị dồn hết thì đổ cho mấy ông sư. Thì cái này cũng là một trong những cái cách để mà mấy sư chia sẻ cái những cái lo lắng của quý vị. Bởi vì có những cái mà mình bế tắc trong cuộc sống đó, mình không biết tìm ai, thì chư tăng cũng là một cái nơi để quý vị gửi gắm, không vấn đề gì hết. Rồi nếu như mà mình, tại vì có những chuyện mình không có khéo tu thôi, chứ còn nếu như mà mình đâu phải cái chuyện gì mình cũng chứa trong bụng đâu. Đôi khi mình phải học cái hành xả ly, có nghĩa là mình chứa rồi mình phải bỏ đi, quên, bỏ nó đi là được. Mà phụ nữ thì cái việc mà học cái hạnh, cái tâm từ thì dễ, thương gặp ai cũng thương hết, cái đó dễ. Nhưng mà học cái tâm xả nó rất là khó, bỏ kêu bỏ không được. Nhiều chuyện mình nhớ 5 năm, 10 năm, 20 năm mình vẫn còn nhớ, thì cái đó phải nói là hơi dở, mình đã phải tập từ từ. Cứ lâu lâu mình cứ ngồi mình niệm một cái chữ thôi, buông, thôi buông hết. Từ từ là quý vị sẽ quen. Đó cũng là cách đó. Tại vì có những lúc mà sư, chính bản thân sư khi mà còn cư sĩ, có những lúc mình bế tắc trong cuộc sống thì có khi mình ngồi lại mình niệm ở trong đầu mình một chữ, buông hết. Suy nghĩ giả sử bây giờ mình chết thì mấy cái chuyện đó nó cũng hình như nó cũng không có ảnh hưởng gì nữa, lúc đó mình bỏ được hết ấy. Khi quý vị nghĩ là quý vị sẽ chết, quý vị sẽ bỏ được hết, chuyện gì cũng buông được hết. Thành ra có những lúc mình học cái hạnh xả ly bằng một cái chữ buông thôi, buông được hết quý vị, ráng. Còn nhắm mà buông không được thì thôi đem cái cục đó gửi cho mấy sư. Rồi bây giờ thì chúng ta nghỉ ha. Quý vị chắp tay hồi hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh lâm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyện thua còn hiện tại,
cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu desanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu mam param. Etavata cha ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata cha ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata cha ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me punyang asavakaya vaham hotu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamang punyampagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.